Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thực hành dựng mô hình nhà phố ở trên cái ETAP version 19. Thì hôm nay chúng ta sẽ đưa các cấu kiện mà chúng ta đã định nghĩa vào cái hệ trục lưới chúng ta đã tạo ha. Thì chúng ta mở ETAP lên nè. Bây giờ trước á, là tôi cũng không có nói về các bạn nhấn save lại cái file mà dựng cái lưới và định nghĩa cái vật liệu. Thì nếu bạn nào mà chưa có save lại á, thì các bạn cố gắng là làm lại những cái bước đó ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cái video này ha. Thì chúng ta mở cái file tab mà chúng ta đã làm bữa trước lên ha. Và sau đây là chúng ta bắt đầu, mình sẽ làm cái mô hình dầm ha. Các bạn nhấn blend ha, các bạn đi xuống tầng 1 đi, là cái tầng trệt đó, các bạn apply ha. Ok, cái này nó có hai view, mình để một cái view bên đây là 3D đi. Cho nó đẹp. Rồi, đây là cái này là mái, mình xuống tầng 1. Nó lại nhảy qua đây, thì mình chọn bên đây. Rồi. Có nghĩa là mình phải lít chỗ bên này nè. Lít chỗ bên đây thì mình mới nhắn được, chứ không thôi nó cứ hiểu mình đang click bên này. Rồi, tầng 1 mở AutoCAD ra. Dựng mấy cái dầm đơn giản, mấy dầm coi như là cái nhà này ở trên nền đất cứng, mình không có đổ sàn bê tông cho nó phí tiền ha. Các bạn có thể đổ sàn bê tông cũng được, nhưng mà tôi dựng là không đổ sàn đi, mình cứ làm cái hệ dầm đỡ tường thôi. Rồi sau này mà đó mình đổ nền, đổ cát đun nền, rồi đổ cát vô, rồi mình lăm le, rồi mình lát nền thôi. Rồi bây giờ mình dựng đây, mình dựng dầm ha, dựng cái hệ dầm này, dầm biên, nhấn vào đây, nhấn vào cái thanh rào beam ha. Rồi chúng ta chọn beam 200x300 B20x30 ha, chúng ta bắt đầu vẽ. Các bạn có thể vẽ thẳng luôn cũng được, mà hồi mình cắt sao cũng được, vẽ thẳng ha cho nhanh. Thẳng qua đây. Rồi, thẳng qua đây. Thẳng qua cuối nhà ha. Rồi, thẳng lên đây. Qua điểm này ha. Rồi chúng ta nhấn escape để thoát lệnh đi. Mình xem lại AutoCAD đây. Có nghĩa là chúng ta đã vẽ được cái đường bao này. Đây, chúng ta đã vẽ được cái đường bao này. Chọn cái màu này, màu ấy đi, màu xanh đi.
màu bê tông. Giờ mình đang cho 200. Ok. Rồi tiếp theo mình vẽ cái dầm này ha. Dầm trục B từ đây qua đây. Ok. Cũng là dầm 20-30 ha. Rồi, trục 3. Trục 2. Trục 3 ha. Cái này coi như mình sửa cái tên trục lại tí đi. Mình nhấn Edit nè. Grip Grip Option. Nhấn đây ha. Glue Journal Grip to Grip ha. Không, tôi nhầm. Bỏ này đi. Click chuột phải vào cái màn hình này. Modify Rig. Rồi, chọn cái G1 ha, Rig 1 này. Modify ha. Ta cho cái này là 1 phẩy đi. 2, 3, 4, 5. Cho nó giống cái tên trục của kiến trúc. Ok. Thực ra cái này thì nó không có số, nhưng mà mình cứ đặt là trục năm đi, một phẩy cũng vậy, trong kiến trúc nó không có, nhưng mà mình cứ đặt hai cái đó nó khác tí. Rồi bây giờ trục 2, trục 3 theo kiến trúc là đây, trục 2, trục 3 mình vẽ hai cái dòng này. Ok, tiếp. Rồi. Tiếp tục mình vẽ cái dầm này ha. Để mình nhập tải lên. Vẽ dầm này. Mình đo. Đo từ tim cột đi. Ra tới mép này nha. Ra tới mép này. 11.7 mình cho 1.2 đi. Đó. Nè, tôi giống lên nè. Tôi giống tới đây, lý do là sao tôi giống tới đây? Có nghĩa là cái dầm này mình sẽ cho là 200 đi, cũng 200, 300 hoặc là 200 nhân 200 cũng được. Mình cứ cho là trước là 200, 300 đi, đó, cho nó đều như này cho nó dễ. Thì đây là tim dầm. Còn đây là mép dầm. Đó. Còn nếu mà bạn mà làm sạch cái đây thì cái mép dầm nó lại là nằm ở trong cái vòng vòng vệ sinh. Bạn khó nhấn cái chỗ này lắm. Khó nhấn cái mép này xuống lắm, nhấn bê tông á. Nhấn cái mép này xuống khó nhấn hoặc là khó làm nếu mà sàn bê tông. Rồi có nghĩa là từ tim cột cho đến cái mép này là 1.2, mình copy ha, các bạn click vào cái thanh này, edit, ghi đi, kết, đi xuống là đi ngược chiều y nè, đây đây là trục y nè, đi ngược chiều y ha, trừ 1.2, apply, ok, chúng ta lướt cho mũi tên này để chúng ta chọn hai cái thanh này, edit, edit frame ha. Divide cắt nè, chia thanh nè, phá vỡ nè, tại cái thanh được chọn và điểm ha. Ok, đó, các bạn thấy cái thanh này nó rời không? Ba thanh này nó rời hết rồi, hai thanh này rời hết rồi, đây một thanh nè, đây là hai thanh nè, đó. Để xóa thanh này đi.
Rồi chúng ta qua AutoCAD tiếp. Nét này ha. Nét từ này cũng từ tim cho đến mép này. Đến mép này chứ. 867. Mình cho là 850. 850 đi. Copy cũng edit duplicate chụp y 850 không trừ 0.85. Ok rồi chúng ta tiếp tục ở đây. Ở đây là nó có một cái dầm nha, có một dầm mình băng ngang đây, mình làm cái dầm này để mình làm cái bảng thang từ đây đi lên. Thép mình sẽ cắm vô cái dầm đây. Tới mép này bao nhiêu? Từ tim cột tới bên này nhé. 850 cộng với 100 là tim dầm là 950. 950. Copy này qua 950 ha. Edit. Duplicate. Cái này thì lại theo trục x 0.95. Rồi. Chúng ta sẽ ngắt ha, chúng ta sẽ cắt cái chỗ này ra ha. Để mình xóa. Mình xóa cái thanh nè. Cái thanh ngang này nè. Nó dưới cái thanh này nó sẽ chia làm hai đoạn. Edit. Edit frame, divide frame. Cũng chọn tại cái thanh mình đã chọn. Ok. Rồi, chúng ta xóa cái thanh đi. Chỗ này cũng vậy. Tới cái thanh này ha. Chúng ta edit. Edit frame, divide frame. Cắt. Phá vỡ, chữ break phá vỡ. Xóa. Rồi, tới đây. Tới cái thanh này. Tới cái thanh này thì mình đó từ tim này và tim mép này đi 1m3. Mặt tim của cái dầm này, cái dầm này mình cho 100 thế, bề ngang 100 tới là 1m350. Lại copy tiếp, copy thanh này qua. Edit frame. À quên. Copy mà. Edit. Duplicate. Theo trục x nhưng mà đi âm. 1, 3, 5, 10. Ok. Tiếp tục cái thanh này. Cũng từ tim tới mép này 1050 với cộng 50 nữa là 1m1 cộng 50 của cái tim dầm này ha. Dầm này 100 luôn. 1050 mình nhấn vô cái nút mũi tên này mới chọn được. Không 50 cộng 50 là 1.1. Rồi, ok.
setup này các bạn thấy nó thể hiện với mình thao tác là nó hơi chậm đúng không? Các bạn vào option ha. Vào chế độ là Rapid Mode. Chọn Standard Rapid ha, cho nó nhẹ bớt. Đó, các thanh nó mất đi các hiệu ứng này. Rồi, chúng ta thao tác nó nhanh hơn tí. Rồi chúng ta phá vỡ này ha. Ba thằng này trước. Để mình để nó tách cái thằng này ra nè, để mình xóa thằng này đi nè. Để nó tách này ra để mình xóa này đi ha. Edit frame, divide frame. Phá. Xóa. Xóa. Rồi, cái thanh này thì mình chọn cái thanh này với thanh này ha, chọn này. Đi frame này. Rồi, khi các bạn đưa vô để đây mới để đưa vô kê nó hiện ra các nút để nó cắt nè, xóa xóa. Rồi chúng ta bật qua tờ OK xem còn cái chỗ nào xây tường nữa không. Coi như là hết rồi, đủ rồi đó. Rồi chúng ta lưu ý hồi nãy là chúng ta copy cái thanh này nè, cái thanh dài này đi xuống á, thì thực ra là cái điểm này nó xuống điểm này, nó chưa có bắt vô điểm này nha. Cho nên là các bạn nè, chọn chọn cái thanh này ha, chọn cái điểm này, chọn cái thanh này, và mình sẽ làm cho cái điểm này nó sẽ chạy tới cái thanh này bằng cách sau khi mình chọn rồi đó, mình nhấn vào edit, chọn dòng align join frame s nè, chọn dòng này ha, hoặc là nhấn shift control m cộng m extend, giống như lệnh mà của AutoCAD á. Extend frame object nè. Ok. Đó. Các bạn thấy cái điểm này nó chạy tới đây chưa? Là nó kết nối rồi đó. Nó liên kết rồi đó. Chứ không thôi là nó đứt, nó không có liên kết chỗ này nha. Rồi. Ok. Có nghĩa là chúng ta đã tạo được cái hệ dầm này. Tôi vẽ cái này để cho các bạn hình dung luôn. Khi mình mô hình thì có thể không không chính xác, nhưng mà khi mình vẽ trên AutoCAD là buộc mình phải chính xác với bản vẽ của kiến trúc nha. Thí dụ mình đo từ tim nè, mình đo chẳng nha, tới đây nhiều 867 đi, 867 thì mình có thể là xê xịt là 865 rồi, ok 865 cũng được, không là tới tim dầm ạ. Chín trăm rưỡi tới tiền nhầm ha. Này dầm 100 ha.
Xe AutoCAD 2017 á thì nó có mấy cái nút này, mình di chuyển nó nhanh lắm. Từ 10, nói chung là các version mà AutoCAD sau này là nó rất là nhiều thứ để cho mình thao tác nó nhanh. Các bạn cứ vẽ sơ bộ vậy ha. Ví dụ như hai cái dòng này mà nó cùng kích cỡ nhau 200 300 á thì cái nét này nó không có ha. Nhưng mà thôi mình cứ vẽ trước như vậy đi. Rồi, tới cái thanh dưới này. Một mét mốt, một mét hai ha. Một mét hai. Ok. Copy cái này xuống đi. Rồi, coi như là xong cái hệ dầm tầng trệt. Rồi, đi tiếp, mình đi tiếp nha. Sau khi mình làm xong một cái tầng này á, thì các bạn tập một cái thói quen là các bạn nên lưu lại ha. Nhấn cái hình ổ đĩa ha. Lưu lại. Save lại. Tại công trình nhiều khi cái này là công trình đơn giản mình vẽ lại thì nó cũng nhanh, nhưng mà đối với những cái công trình mà phức tạp á, khối lượng dầm lớn á, mặt bằng to mà các bạn vẽ xong rồi, hoặc là các bạn mỗi lần các bạn vẽ các bạn nhấn vào ổ đĩa lưu lại cũng được, chỉ lỡ mà nó bị cúp điện hay là bị cái một cái vấn đề gì đó mà liên quan tới cái hệ điều hành hay gì đó mà nó tắt ngang cái là mình coi như là công sức mình vẽ từ nãy giờ nó mất. Rồi, mình đi lên tầng trên, nhấn mũi tên đi lên ha. Đi lên. Tầng 2. Về tầng 2 thì cơ bản là cũng vậy ha. Thì mình nên copy. Mình xuống tầng dưới lại. Copy. Chọn hết nè. Các bạn có thể quét vậy cũng được, các bạn có thể quét vậy cũng được. À. Thì thực ra hai cái vấn đề quét này là nó khác nhau đó, nhưng mà cái đó thì thôi tôi nói sao, bây giờ nó đơn giản thì các bạn quét hướng nào cũng được, từ trên bên trái xuống dưới bên phải, hoặc là từ dưới bên phải đi lên bên trên bên trái thì đều như nhau đối với trường hợp này. Rồi chúng ta copy edit cũng là duplicate ha. Story ha. Lên tầng 2 nha, tầng 2. Ok. Rồi, mình di chuyển lên tầng 2. Rồi, cái dầm nào không cần thiết mình sẽ bỏ nè. Bỏ hai này. Bỏ dầm này luôn. Hoặc có thể để lại dầm đó đi để mình ngó kiến trúc này. Đây nó có cái dầm này đúng không? Có cái dầm này, có cái dầm này. Giữ lại cái này. Còn cái tường này mình giữ lại cái đường này ha, nhưng mà mình xóa cái này đi. Rồi nguyên cái ô này là ô cầu thang ha, nguyên cái ô này
cứ coi nó là ô cầu thang, mặc dù cái nét thang nó lên tới đây là thì có thể mình làm cái dầm này chỗ này cũng được, hoặc là mình dời cái thang này nè, dời nó vô cái ô chữ nghỉ tí cũng được, đối với nhà phố mà. Cái ô này để tôi xem nó bao nhiêu ha. Ồ, 898 lần. Này 200. Đó, nói chung là cái này thoải mái. Mình mô hình thì không cần mô hình nó giống quá đối với ô than này. Ô than này nó cũng đơn giản. Rồi mình cứ cứ coi là đây là cái dầm đi. Đó, coi như là nguyên cái ô này là ô chống cầu thang. Rồi, tới cái đường này. Đường này ha. Tiếp tục mình đo tiếp từ trục cho đến mép này. 1m1. 1m1 cho đến tìm dầm là dầm đèn chăm là 1m150. Tiếp gì bi kết âm 1m150. Rồi mình cắt cái thanh này ra. Edit Edit frame device. Xóa này ha. À, nó nằm ở dưới này. Bây giờ mình làm cho cái thanh này nó chạy dài cái đã. Hoặc làm dễ thêm cũng được, cho nó đi qua đây ha, cũng là 200 300, đi từ đây đến đây ha. Còn nếu mình không tự tin là cái này nó có vuông góc hay không á, nếu mà mình không có bắt truy bắt điểm cho nó đúng á, thì mình cho thanh này chạy dài luôn. Đó cũng là chọn cái thanh này, chọn điểm này, nhắn cái thanh này, edit align chọn extend, ok. Đó, tự động chạy ra đây nhưng mà nó sẽ thành một thanh nè. Đó. Cái thanh này với cái thanh này là nó đang bị cái chỗ này, do hồi nãy mình cắt á, hồi nãy mình phá vỡ nó, cho nên mình nên nối lại đi ha, chọn cái điểm này ha, edit edit frame ha, chọn frame, nối lại hai thanh này nó tham gia lại với nhau. Rồi nó có cái điểm này nè, mình xóa đi, chọn điểm này, delete. À đây, cái sự khác biệt mà của hai vấn đề chọn này, khi bạn quét từ trên xuống dưới là bạn chỉ chọn cái điểm này thôi, nhưng mà khi mà bạn quét từ dưới mà đi lên á thì nó chọn luôn cái thanh này. Đó, đó là điểm khác biệt. Cái này quét từ dưới lên là chọn luôn cái thanh này ha. Rồi, chúng ta Escape hủy đi, chọn trên dưới, chọn điểm này thôi, xóa đi. Bây giờ cái thanh này mình lỡ vẽ rồi đúng không? Lỡ vẽ rồi thôi cứ để vậy đi. Rồi, tới cái thanh ngang này. Từ tim cột đi ra tới mép này. 1,5 m. 1,5 m, đây là mép dầm nha. Chứ mình không làm cái dầm ra đây tới lúc mà làm toilet mà nhấn nhấn xuống là nó vướng cái cạnh dầm này nha. Đây là mép dầm 1,5 m cộng với tim dầm đi 100 nữa đi là 1,6 m. Copy này, edit edit frame. Bây giờ là chụp y ha, 1,5 m 1,6 m theo chiều dương. Rồi mình phá vỡ nè, chọn đây, chọn từ dưới lên,
Còn nếu mình chọn từ trên xuống dưới là nó không có chọn được cái thanh thanh nào cho nè, nó không có chọn được cái gì hết á. Tại vì từ trên xuống dưới muốn chọn á, là phải chọn được điểm của hai đầu. Muốn chọn được thanh này thì phải chọn được hai điểm hai đầu thì nó mới chọn được cái thanh này. Còn quét từ dưới lên là nó trúng cái gì là nó chọn cái đó. Cũng giống như thanh này. Thanh này mà muốn muốn mà chọn được cái thanh này á, mà quét từ trên dưới là phải phải quét được cái điểm điểm đầu này và điểm cuối. Đó thì nó mới chọn được cái thanh này. Thanh này cũng vậy, điểm đầu, điểm cuối thì nó mới chọn được thanh này. Cho nên trong trường hợp này là chúng ta quét chọn chỗ này. Phá vỡ, edit, end frame, divide, break. Rồi chúng ta phá hai bên này đi. Chúng ta cho cái thanh này phải vẽ thêm nữa ha. Từ điểm này thấy số chẵn chẵn chắc nó vuông góc rồi đó. Rồi ta xóa nó đi ha. Cái này là mình sẽ những cái tiết diện của thanh này là mình sẽ làm sao nha, mình sẽ tính sao, mình cứ vẽ trước cứ 200 300 vậy hết đi. Rồi cái này là chia đôi ha, chia đôi. Đây là không có điểm giữa nha, ở đây là nó chưa có cái điểm giữa nè, ở đây là điểm cuối thôi, điểm đầu điểm cuối thôi. Mình vào rào nha, một rào chọn snap option, chế độ truy bắt điểm, điểm giữa đây, line ends and mid points chọn nha. Ok nè, thấy không, đưa vô một cái là hiện liền mid middle điểm giữa. Giữa luôn nè ha. Giữa của cái thanh này ha. Rồi, escape thoát lệnh. Có lẽ là nó không ngay lắm. Không ngay thì ta chọn vuông góc luôn cho nó chắc cú. Draw snap option. Vuông góc đây. Chữ này nè, perpendicular nè. Vẽ cái dấu mid bone. Đây cũng mid bone nè, hồi nãy mình như là nó hơi bị lệch. Tại vì nó nè, đây đây vuông góc này không? Đó. Ngon lành. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái toilet này ha. Toilet này thì cái phương này là bao nhiêu? 2m8. Còn cái phương này là 2m6. 2m6 thì mình làm cái dầm 2m6 đi cho nó ngắn lại. Xóa luôn đi, xóa. Xóa cái này này. Copy cái này. Tìm tới mép trong ha, của dầm ha, 1m6 cộng với tim dầm là 1m7. Chọn nè, edit, duplicate 1m7 nha, theo trục x ha, dương. Rồi, ta chọn cái thanh này, ta chọn cái thanh này để phá vỡ nó nha, phá vỡ cái thanh này ra nè, edit frame divide phá xóa. Cái chỗ này như nó có hai điểm nào không, các bạn cho nó nè, nó bị phá quá nhiều nhiều thanh này nè,
Tôi giờ chắc cú các bạn chọn hết cái thanh này đi. Nè, nó bị phá do mình hồi nãy cái tầng dưới mình chia nó hơi lắt nhắt chỗ này nè. Bây giờ tôi chọn hết cái thanh này ha. Edit, chọn lại thành một thanh đi cho nó đẹp. Mình kiểm tra cái thanh này cũng vậy. Chọn luôn đi. Tính sao? Thanh này. Thanh này thôi. Coi như ok cũng được. Thanh này. Đó, nó bị cắt chỗ này không? Rồi mình chọn lại đi. Chọn. Chọn. Tí xíu mình cắt sao? Thanh này. Chọn này luôn. Thanh này. Tí xíu mình dùng cái cuối là mình làm phát màu là tự động nó cắt hết à. Cái này là chỉ chọn như đây thôi nha, tại cái đường này đường xéo, đường này đường thẳng. Chọn. Rồi. Tới thanh này. Tìm cột. Mép dầm 1 2 30 cộng trăm nữa là 1 3 30 ha. Edit. Âm 1 3 30. Rồi, ok. Chúng ta phá vỡ này ra. Rồi, ta xóa này đi. Xóa đi. Rồi, coi như là cái phần trong này là chúng ta đã xử lý xong. À, xử lý xong. Và đây là bây giờ đầu chúng ta vẽ ban công nè. Này là mình 1.3 tới tim 1.2 đúng không? Là mình đã làm rồi nè, tới tim 1.2 nè. Rồi mình vẽ một cái thanh ra. Dầm ra. Ok. Vẽ thanh dầm ra. Ok. Vẽ thanh này ra luôn. Ok. Rồi tới thanh biên ha. Kéo lại. Xong. Xong rồi vẽ ban công. Rồi. Chúng ta bắt đầu coi như là xong cái hệ dầm này. Bây giờ mình đối với cái kiến trúc này á thì tầng 2 với cái tầng 3 này là nó giống nhau. Nó giống hệt luôn. Thì mình vẽ xong cái tầng 2 rồi mình copy lên ha. Copy lên. Cái chỗ này nó còn mấy cái điểm lẻ tẻ nè. Mặc dù là mình cho lại rồi nhưng mà cái điểm này nó vẫn còn, mình xóa đi. Cho đẹp. Nó mình khi mình quét vào mình biết cái điểm nào nó còn. Điểm này nè. Đó, còn những cái điểm này là những cái điểm liên kết nha của các dầm nhau mình không xóa được. Mình xuống dưới mình xem này nó có bị cái điểm nào mà nó gờ gạt không? Không. Rồi đối với cái sàn này á, rồi mình khoan hãy copy lên nha, mình vẽ cột đi, mình đi xuống mình vẽ cột nè. Các bạn nhắn nha, cái biểu tượng này biểu tượng vẽ cột nè, push out column ha. Rồi
chúng ta chọn cột bê tông. C 20 20, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10, 11, 12 cây. Ok. Dưới này không có sàn, mình không làm gì cả. Coi như xong rồi đó. Đi lên. Đi lên á, mình vẽ tiếp cũng được. Mình copy cũng được. Copy ha. Chúng ta đi xuống lại. Rồi nhấn vô nút mũi tên này, chúng ta chọn các điểm cầu này ha. Quét từ trên xuống dưới, đừng quét lên nha, quét lên nó sẽ quét luôn mấy cái dầm này đó. Chúng ta chỉ quét cái điểm này thôi. Rồi sau khi chọn hết cột thì chúng ta edit, edit frame ha. Không, chúng ta chọn dòng duplicate nè, sao chép nè, story lên tầng 2 nha, nó đang tầng tầng 1 nè. Lên tầng 2. Ok. Đi lên. Nè, chúng ta thấy 3D không? 3D nè. Nó copy lên nè. Và nó sẽ tự giống, tự kết nối giữa tầng 2 và tầng 1. Đó, chúng ta không cần làm gì hết. Rồi, sau khi làm xong rồi thì chúng ta vẽ sàn. Vẽ sàn đi, đằng nào ở trên nó cũng giống, chúng ta vẽ làm luôn cái này. Vẽ sàn đây, các biểu tượng để vẽ sàn này. Cái ô này là chúng ta vẽ đối với sàn nằm trong cái đường bao của lưới nha. Đường bao lưới là bao gồm nè, ví dụ cái ô này thì được nè, do cái lưới của mình nè. Đó. Nhưng mà khi mà cái ô này là không được, ô nhỏ này là không được nha. Này chúng ta thử nè, đích vào giữa nè. À, chúng ta chọn sang trước cho nó. Sang 10 đi ha. Sang 10. Đã lịch lên đây. Đó. Rồi, chỗ này. Ô này luôn. Ô này luôn nha. Nè. Do nó là chỉ tạo cái ô sang mà ở trong cái hệ lưới thôi, cho nên là khi mình chọn cái này là không được nha. Tới cái trường hợp này là mình phải chọn sang cái này rồi. Rồi chúng ta bắt điểm nè. Nhấn và giữ vô điểm này nha. Bắt đầu kéo ha. Tới điểm cuối này. Buồn. Rồi cái này cũng vậy. Ô này được nè. Đó. Cái ô toilet này mình cứ để là thôi, mình cứ để cho nó là chung luôn là sàn dày 100 đi. Nhưng mà trong thực tế mình sẽ nhấn nó xuống sau ha. Trong thực tế khi làm mình sẽ nhấn xuống. Tại vì ô sàn này là sàn toilet nhưng mà là sàn dương ha. Cho nên mình chỉ cần nhấn bê tông xuống cỡ 3-4 phân gì đó. So với cái sàn xung quanh này là được. Cho nên mình mô hình thì mình cứ là mô hình full vậy. Rồi tới ô ban công. Ô ban công thì thích thì mình cho 100 cũng được, còn thôi là mình cho 8 thôi. Chọn lại nha. S8. Đó. Trường hợp này đó, nó bao đường lưới nè, cho nên là chọn một này. Rồi. Ô này là ô cầu thang. Thì bây giờ mình tạo luôn ô cầu thang ấy. Mình tạo một cái sàn cầu thang. Đối với những cái công trình mà nhỏ nhỏ vậy là mình không có vẽ cầu thang ra giống như kiến trúc nha. Mình không có vẽ từ dưới đi lên trên đây rồi từ đây đi lên trên đây vòng 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 để cho nó phức tạp nha. Các anh các chị cứ vẽ, các bạn cứ vẽ
cho tôi là một cái tấm sàn bình thường. Bây giờ tạo cái sàn ô cầu thang đi ha. Tí xíu tôi sẽ giải thích chỗ này. Tạo trước đi. Define section ha. Slab section. S10 ha. S copy đi. Mình đặt tên là sàn cầu thang. Rồi, riêng cái sàn cầu thang á thì tại cái này vật liệu mình vẫn dùng là B20 nha. Tại cái sàn cầu thang này á thì mình chọn cái modeling type này nè. Là mình chọn membrane nha. Đó. Khi mình chọn vậy á là cái sàn đó là chỉ có cái tính chất là truyền tải trọng thôi, nhưng không có độ cứng. Chống uốn là không ảnh hưởng đến độ cứng của kết cấu chính ha. Nhưng mà nó vẫn là bê tông. Đó, vẫn đảm bảo nó vẫn là bê tông. Rồi. Chúng ta chọn thêm cái mục này nữa. Thì đối với cái sơ đồ tính của cầu thang á, giống như các bạn đã từng tính mà tính tay á, thì nó là sàn theo một phương đúng không? Sàn theo một phương thì chúng ta chọn cái mục này. Đây. Use special one way đây. Load distribution. Tích vô này nha. Rồi, nó là cái loại sàn nha. Bản. Chiều dày. Rồi, 0.1 luôn. Chúng ta ok. Coi như là khai báo xong, định nghĩa xong cái sàn cầu thang, ok. Rồi, chúng ta vẽ. Đối với cái hình này nó không phải hình vuông, cho nên là chúng ta phải chọn cái này nha. Biểu tượng này. Chọn sàn cầu thang. Bắt đầu nè, chỉ bắt nè, điểm nè. Đối với kiểu vẽ này thì chúng ta click vào điểm này, click vào điểm này, click vào điểm này và click vào điểm này cuối cùng và nhấn phím phải chuột nha. 1 2. Đó là chúng ta được ô sàn cầu thang này. Còn đối với cái kiểu vẽ này á là các bạn click vô đây rồi nhưng mà các bạn phải giữ phím chuột trái và chúng ta kéo xuống cái điểm này và chúng ta buông ra thì mới vẽ được cái sàn theo kiểu này nha các bạn nhớ, chứ không phải click vào đây, click vào đây, click vào đây, click vào đây là không được nha. Đối với kiểu vẽ này rồi coi như là xong, chúng ta đã vẽ xong cái sàn của cái lầu 1 của cái tầng 2 này là lầu 1 đó. Rồi chúng ta mở cái. Bây giờ cái sàn này giống sàn này thì chúng ta tiếp là chúng ta khai báo luôn đi, khai báo cái tải trọng tường. Tải trọng tường nè. Tĩnh tải tường lên dầm nè. Tĩnh tải lên sàn nè, hoặc tải lên sàn nè. Cho cái tầng 1 này và cho tầng 2 này luôn. Để sau khi đó là cái này nó đầy đủ rồi, nó đầy đủ những cái thông số rồi, dầm có, sàn có, tải trọng có, là mình chỉ cần copy lên là xong ha, copy lên thành cái sàn này là xong, chứ đừng copy trước rồi để mà hồi mấy cái tải trọng rồi mất công mình phải gán nữa. Rồi chúng ta gán tải trọng đó, chúng ta nhìn vào cái một cái đầu tiên là chúng ta nghiên cứu kiến trúc nè và chúng ta sẽ lập ra một kế hoạch để dựng cái mô hình này làm sao cho nó nhanh nhất. Rồi chúng ta vào A8. Bắt đầu xuống dưới lại. Bây giờ mình lít vô cái dầm này ha. Bắt đầu tải. Mình tính cái tải trọng lên cái dầm này. Từ này từ 100 ha. Từ 100 thì chúng ta mở một cái bảng Excel đi.
Tải trọng tường thường là bây giờ gạch là nó có lỗ hết, cho nên là mình xài được gạch rỗng đi. Đây, tường xây gạch rỗng, tường dày 100. Chiều cao của mình là bao nhiêu? Cũng là 3. Chiều cao mình xem cái chỗ ha. Chiều cao 38. Nhưng mà hiện tại mình đang khai báo là cái dòng này là 300, trừ đi 300 ha. 38 trừ đi 300 còn lại 3 mét rưỡi. Rồi, mình tính 3 mét rưỡi. Cao 3 mét rưỡi. Rồi tới đáy dầm á. Rồi mình bao gồm nè, gạch xây nè, lớp chát hai bên nè ha. Rồi bây giờ tải phân bố trên 1 mét dài ta có đây, tổng cộng đây là 0.86, kể cả nhân hệ số cự tải rồi đó là bằng 0.86. Nhập lên thôi, mở tab, ta chọn dòng này xong ha, bắt đầu mình gán, ta chọn ha, size frame load distribute, phân bố đều nha. Rồi trước khi đó là mình chưa khai báo mấy cái trường hợp tải ha, bây giờ mình đóng lại đi, mình khai báo trường hợp tải trước. Divide load pattern, cái này mình chỉnh lại nè, tải trọng bản thân ha, tải trọng bản thân nó là tĩnh tải ha, hệ số 1.1 đối với bê tông cốt thép á. Rồi modify load ha. Rồi tiếp theo mình làm một luôn tĩnh tải đi, tĩnh tải sàn. Rồi tường, chọn subgrip ha, dạng mà tải một cái tải khác. Rồi tĩnh tải subgrip, modify load ha. Rồi tới tĩnh tải gì nữa, tĩnh tải sàn, tĩnh tải tường, tới hoạt tải ha, chúng ta khai báo hoạt tải. Hoạt tải leave add new load ha. Rồi đối với cái nhà này thì nó thấp hơn là 40 m, cho nên là thực ra là gió động là nó không có, mình không cần tính gió động, mình chỉ cần tính gió tĩnh thôi. Nhưng mà bây giờ cái nhà này thí dụ như nó nằm ở trong, xung quanh nó là nhà cao tầng hết, thì gió tĩnh mình cũng không cần tính cũng được. Nhưng mà thôi, đây tôi chỉ cho các bạn cái tính cái gió tĩnh tự động luôn. Rồi các bạn nhập nhập đây ha, chữ này, tải gió đây ha, gió nhưng mà theo phương x nha, theo phương x. Rồi chúng ta cứ chọn trước đi, quyền. Rồi chúng ta chọn cái này theo tiêu chuẩn ha, từ version 17 lên đó, cho đến 19 là nó có tích hợp cho đây rồi, nó có tự động tính gió trong etap này. Mình chọn luôn đi, tiêu chuẩn Việt Nam, ép quá đã. Rồi gió ít ít là ngược chiều ít á, đây chiều ít, đây gió ngược chiều ít, ngược lại hết. Rồi gió theo phương y s, gió ngược phương y. Rồi rồi chúng ta ok ha, xong các trường hợp tải nè, ta ok đi, bao nhiêu đây thôi. Ok rồi, cái dầm này mình hồi nãy mình chọn rồi đúng không, bây giờ mình gán tải nè, assign frame load distribute, phân bố đều nè,
tĩnh tải nè, tường nè ha, nhập vô đây 0,86. Đó. Này là phân bố trên mét dài nha, 0,86 nè, tấn trên mét nè, 0,86, chúng ta ok. Đó. Tiếp theo là gì, ngó kiến trúc cái đây luôn, tường này luôn, nhưng mà tường này nó có cửa nè, nó có cửa thì chúng ta đáng lẽ chúng ta phải ngắt cái chỗ này ra, ngắt chỗ này ra để chúng ta nhập tải nó khác nhau, để chúng ta nhập tải nè. Thí dụ như tải tường có cửa là cái tải nó nhỏ hơn một tí, tải nó trừ đi cái cửa, cái hệ số mà độ rỗng của cửa đó. À, nhưng mà thôi chúng ta tính nhanh thì chúng ta cho nó full tường đi cho nó nhanh, đối với nhà này mà mình tính chi li chi cũng là tường 10, đây cũng là tường 10 này ha, mình ngó lần luôn đi, đây tường 10 và đây cái chỗ này thì nó hơi rộng rộng một xíu, nhưng mà thôi mình cứ tính tường 10 đi, đây cũng tường 10, nói chung là tường bao là tường 10 hết, đây cũng tường 10, đây tường 10, đây tường 10, đây tường 10, chỗ này tường 10, chỗ này tường 10, tường 10. Rồi chúng ta nhập hầu như tường 10 hết, một con số một duy nhất. Rồi bật quả tam, chọn dầm ha, chọn dầm này, chọn dầm này, chọn dầm này, mình nhập một lần ha để xem có phải chọn hết cái thanh này không. Ồ, chọn hết luôn nè, chọn hết, chọn thanh này, chọn thanh này. Cái thanh này thực ra là nó lên tới, nó lên, nó không có lên tới cao như vậy đâu, nó nằm ở dưới cái dạ cầu thang thôi, cái chỗ này nè, còn cái chỗ này nè là nó lên tới đáy sàn, cho nên là cao độ nó khác đó. Tạm thời bỏ hàng này sang bên, ta chọn thêm cái đường này nữa, cố gắng chọn cho đầy đủ nha các bạn. Rồi assign frame load distribute, rồi cái số này nãy nó vẫn còn lưu nè, ok luôn nè. Rồi cái thanh này á thì nó lên tới đáy sàn đúng không? Mà sàn mình á là 3,8 m, mà trừ đi sàn về 100 là còn lại 3,7 m ha. 3,7 m thì ta vô cái thanh này ta sửa lại tí. 3,7 m đi. Không chấm 91. Assign frame load view 0.91. Ok. Thanh này mình cho phân nửa đi. Tại vì cái đây là nó nghiêng nghiêng nên nè. Mình làm cho nhanh mình cho phân nửa thôi. 3,8 m. Chia cho đôi, chia đôi đi. Còn lại là 1,9 m. Không chấm 47 ha. Assign. Không chấm 47. Thanh này. Cái chỗ này nó không có tải nha, cho nên mình cắt nó luôn đi. Cắt chỗ này luôn.
Rồi, cắt nhưng mà đừng có xóa nha. Có cần xóa không? Để coi lại cái chút. Thôi để cũng được. Để cũng được, xóa cũng được. Rồi, rồi để đi, để đi, để. Để nhiều khi muốn làm lan can gì đó nè, làm lan can này mình có cái dầm này mà để mình hàn vô. Lan can cầu thang. Tay vịn cầu thang. Rồi, một lít này. Cầu thang đi lên. Đi lên mà đi lên coi như là đây là đi lên. Hướng đi lên. Đi lên đây, đi quẹo đây là hết. Thì coi như đây là phân nửa. Cũng phân nửa sàn 0.47 đi cho nó nhanh ha. Chứ nó là tải hình tam giác. Mình cứ làm sao cho nó nhanh nhất. Hãy tiếp. Assign frame load. Ok. Xong. Rồi. Nhưng mà hồi nãy á, là mình dự định cái dầm này với cái dầm này là mình chỉ là cho nó 100 thôi, bề ngang nó 100 thôi. Cho nên mình định nghĩa thêm cái loại dầm đi ha. Define section property frame section. Beam 2030 nè, mình copy này đi. B10 30 chỉnh lại cái bề rộng. Xem thông kiểm tra thông số này lại. Ok. Ok. Vô lại. 10 nhân cho 30 đàng hoàng ha. Modify cho nó giống cái loại kia. Ok. Rồi ta chọn thanh này, thanh này. Assign frame mình gán đó, tại vì hồi nãy là mình vẽ trước rồi cho nên bây giờ là mình gán lại. Cho mình mới vô cái kiểu này, assign frame section property. Chọn B10 30. Ok. Rồi, chúng ta đã xong cái việc gắn gắn tải trọng cho tường ở dưới cái tầng này. Tầng này hồi nãy mình gắn chưa? Mình muốn biết gắn chưa, mình lít chuột trái vào đây và lít chuột trái vào đây và lít chuột phải ha, nó hiện ra các bạn. Và di chuyển qua cái thẻ lót nè. Nè, cố gắng rồi ha. Ok. Rồi mình đi lên trên. Đi lên tầng trên. Cũng tiếp tục. Mình gán các tường vậy. Mình gán tường bao chứ đi, tường 10 hết đi. Đó, tường 10. Chiều cao này là 3,6 m. Trừ đi 300 dặm là còn lại 3,3 m. À. Nhưng mà tường này à, cũng tường 100, mình chỉnh lại này 3,3 m ha. 0.81. Nhập vô assign frame load attribute 0.81. Ok. Rồi, từ nào nữa các bạn, mở AutoCAD. Từ này ha. Chạy dài dăng qua đây luôn nè. Thì mình cắt đi. Bắt đầu cắt nè. Đây là một đường nè.
để nó phân ra cái đoạn này nè. Đây ha. Đây là mình phải chọn đây. Đó, để nó phân ra cái đoạn này. Bên đây xem giống không? Bên đây không có tường. Dưới đây có, dưới đây có thì mình chọn cái thanh này. Để nó phân ra đoạn này và cái đoạn này. Edit and frame divide. Click. Ok. Đó, mình phá vỡ nhưng mình không xóa nha. Để mình chọn thôi. Rồi. Assign frame. Ok. Cái này cũng vậy, cái này cũng vậy. Sai. Ok. Rồi, tới nguyên một cái thanh dài này. Ok. Thanh này ha. Rồi, ở giữa này không có. Rồi, thanh này. Thanh này á thì ở trên coi như là khi mình làm những cái sàn mà cái ô sàn nhỏ á, 2 mét mấy nè. Cái này cũng cỡ 2 mét mấy tí, 3 mét. Đó, gần 3 mét. Thì những cái dầm này là mình không nên làm đối với những cái nhà nhà và nhà phố cái này đó, mình không nên làm. Khi mình đổ bê tông là mình nhấn nó xuống thôi, mình nhấn nó xuống để nó tạo cho cái một cái khoảng lõm chỗ này, chứ mình không làm cái dầm chỗ này nó là nó phức tạp, nó nặng cái nhà lên tốn kém, mà trong khi cái ô đó là nó rất là nhỏ. Nên chúng ta nên là cái tải tường của cái dầm này nè, cái dầm này và dầm này nè là nó đụng tới đáy sàn luôn ha. Thì đáy sàn này là 3 mét rưỡi, 3,6 trừ 100 còn 3 mét rưỡi, mình nhập lại ha. 3 mét rưỡi. 0,86 ha. Cái này cũng vậy. Assign frame load distribute 0,86. Ok. Đó. Nhưng mà hiện tại là mình đang là gán cái dầm này. Những cái dầm này là đều là 200 300 hết. Thì chúng ta gán lại ha, chúng ta gán lại tiết diện của dầm này. Size frame. Section property. Chọn non nha. Chọn non có nghĩa là coi như là nó không phải là cái dầm, nó là một cái thanh não thôi để truyền lực vào những cái thanh dầm chính này thôi, với truyền lực lên sàn thôi ha. Chọn non. Ok, nó là những cái dầm mảo thôi. Rồi chúng ta đã cái tải lên toàn bộ cái phần trong này rồi. Bây giờ tới phần ngoài. Đây là tường 20 và đây cũng coi như là tường 20 luôn ha. Mình qua Excel.
tường 20 ha. 3 mét 6 là 3 mét 3 ha. 1.51. Ta lít vào dòng này. Assign frame load. Nhập vô ha, 1.51. Rồi cái khúc này cũng là khúc này mình nên cắt cái đi. Hai cái loại tải trọng khác nhau. Edit, edit frame, divide, phá. Đây là từ 200 nè. Đây là từ 200. Đây coi như là từ 10 đi. Mình ví dụ nó là từ 10 mặc dù nó là cái lan can sắt. Đây là tường 200 frame load cũng vậy ha. Rồi đây là tường 10 nhưng mà đây là mình coi tường 10 mà cao 1 mét thì mình chỉnh lại tí xíu ha. Mình vào đây tường 10 mà cao 1 mét nó nhiêu, 0.25. Hay sai frame load 1.25. Ok. Coi như là phần tải trọng mà tác dụng lên dầm là coi như là mình hoàn thành. Tải tường tác dụng dầm coi như mình xong. Bắt đầu mình nhập tải sàn nè, tại vì cái phần này mình có sàn. Thì đối với cái sàn mà nhà phố nè, sàn nhà ở căn hộ này nọ thì mình dùng tải thấp thôi. Ví dụ như thế này. Đây. Theo tiêu chuẩn 2737 ha, 1995. Có nghĩa là mình làm cái bài bản đi, mình cha mình cũng làm theo tiêu chuẩn này nọ ha, cho nên nó đúng bài. Tiêu chuẩn 2 Việt Nam. Đây. Mình chọn tải 150 deca Newton trên mét vuông ha. Tại này cũng vậy. À, mình chọn cái con số này ta 150 ha. Thì 150 đó như thế nào, 150 đó thì mình phải nhân với hệ số hoạt tải nữa. Đây cái này phòng căn hộ ha, cái này căn hộ đi 0.15 ha. Thì đối với 0.15 á, tải mà dưới 0.2 á, là hệ số vừa tải là 1.3 nha, thì nhân nó ra là 0.2 tấn trên mét vuông. Rồi mình nhập vô 0 chấm, nhập vô tab, nhập hết luôn nha các bạn. Mình cứ cho là một tải trọng thôi, đừng có phân ra hành lang, đừng có phân ra. Đối với nhà nhỏ mình để một tải trọng duy nhất. Mình chọn trong này trước đi ha. Size cell nha, mình chọn size xong rồi gán cho sàn cell load cũng là tải phân bổ đều tính tải sàn. À cái này là hoạt tải chứ, hoạt tải ha, 0.2 tấn trên mét vuông. Ok. Rồi đối với ban công mình cũng chọn như vậy cũng được, nhưng mà mình muốn cho nó an toàn thì mình chọn lên 0.2 đi, xà bằng sẽ biết này nọ đó. Mình cứ chọn 0.2 thôi, mình chọn cứ hoạt tải cũng giống như trong này đi. Tại nhà này mình đi ra cái ban công này cũng đâu có nhiều đâu. Để mình coi kiến trúc coi, ban công này dành cho ai, ban công này dành dành cho cái phòng này, dành cho hai phòng này. Rồi
nó hơi nặng tí đúng không? Nó hơi nặng tí, mình coi như nó là một cái hành lang đi, một cái hành lang chung. Mà hành lang chung á, theo tiêu chuẩn mà 2737 á, theo tiêu chuẩn 2737 mà đối với hành lang á, thì nó là đâu rồi, tôi không có mở, nó là 0.3 ha, nó là 0.3 thì nhân hệ số vượt tải nữa là ra 0.36. Rồi mình cứ nhập 0.36 vào vô ban công này cho nó an toàn. Sai, sau đó hoặc tải 0.36. Ok rồi, tới tải này, hoặc tải của cái ô cầu thang này thì theo cái tiêu chuẩn á, thì nó là cũng là 300 kg, 300 kg nhân với hệ số vượt tải 1.2 thì nó cũng ra là 0.36 ha. Mình cũng nhập 0.36 luôn đi. Ok rồi, tới tĩnh tải. Tĩnh tải của cái ô cầu thang này bao gồm gì? Bật cái này lên cho các bạn dễ hình dung nè. Cầu thang nè, lớp gạch lát nè, lớp đá granite, lớp bê tông cốt thép, bậc xây gạch, lớp vữa lót của bậc và chát ở dưới trần đáy cầu thang. Rồi mình cứ tạm thời nó là khoảng cỡ 300 kg ha, 0.3 tấn trên mét vuông, mình nhập thẳng vào đây. Đây sai. Bắt đầu tới tĩnh tải nữa nha các bạn, nhớ nha. Các bạn luôn chọn cái mục ghi play này nè. Đừng có chọn này nha, tại lỡ mà các bạn mà có chọn mà chọn cái này sai á thì không sao, nó không có cộng dồn lên. Tĩnh tải sàn tường 0.3 đối với cầu thang. Rồi, đối với những cái cầu thang mà nó phức tạp á thì tôi sẽ hướng dẫn với các bạn sau cách tính sau. Còn những cái nhà này các bạn cứ vẽ một cái ô này đi để cho nó có cái tải trọng nó truyền vô cột dầm ha. Rồi tới những cái ô này. Ô sàn ha. Nè, lớp gạch ha. Lớp bê tông cốt thép này mình không tính nha. Tại vì cái này nó nghiêng về cái tải trọng bản thân. Hồi nãy mình là cái nhân với hệ số 1.1 à, tự máy nó tính, mình không tính này, cho nên không nữa không. Lớp vữa lót và chát. Rồi, cuối cùng nếu mà có hệ thống trần này cộng hệ thống kỹ thuật á, thì mình cộng thêm tí. Rồi ra 0.15 tấn trên mét vuông. Sai. Sau đó uniform 0.15. Ok. Rồi. Tới ban công. Hành lang ban công lối ra. Ban công thì thực ra nó không có cái lớp này. Nó không có mục này. Nó chỉ có là lớp gạch lát, nó giống như lớp sàn này thôi đó. Cái ban công này là mình là sàn nổi nha các bạn, sàn nổi nha, mình không có làm cái sàn sàn âm nha đó. Sàn âm thì mình cộng phải cộng thêm cái lớp sa bằng nữa, mình làm sàn nổi nha. Sàn nổi thì cũng vậy, bỏ lớp này đi ha. Không chấm 12.
xong, coi như là về văn tải của sàn và dầm là xong rồi đó, mở kiến trúc mình cơ lại một cái. Kiến trúc này không có vẽ qua cái mặt cắt này, không có vẽ qua qua cái ban công, cho nên là mình không có biết được là sàn âm hay sàn dương ha. Nếu các bạn làm thì các bạn nên hỏi kiến trúc về cái này tí ha. Nhưng mà ở đây là tôi hướng dẫn cho nhanh, cho nên là tôi cho nó sàn dương luôn. Rồi, coi như là cái tầng này chúng ta đã hoàn thành xong việc gắn dầm sàn và tải trọng. Rồi, chúng ta chọn hết ha, chúng ta chọn này, copy lên. Lên tầng. Ở đây đang tầng 2, lên tầng 3. Ok. Thế 3D lên không? Đó, thế 3D đã lên luôn ạ. Rồi mình lên tầng 3 mình coi. Có ha, đây tầng 3 có luôn. Rồi, giờ tới mái. Mái thì về cái mặt khung thì nó cũng giống giống như vậy. Mình copy lên luôn đi. Sửa sao? Mái. Rồi, mình lên mái. Mình lên mái thì thực ra cái mặt phòng mái là nó không có cái này ha. Không có mấy cái dầm này. Mình bỏ luôn cái này. Bỏ đi. Không có dòng này, bỏ. Ô bê tông này có, ô bê tông này có, ô bê tông này có. Thích mình bỏ hết. Thôi cứ giữ nguyên vậy. Cái thanh này tự nhiên nó chạy tuốt ở dưới đây nè. Mang qua đây đi, mang đây cho dễ. Kéo đây. Để nó chỉ dễ nhé. Giờ mình lỡ chọn rồi mình bỏ chọn, mình nhấn clear ha. Dạ. Rồi, ô này là ô kính ha. Ô kính coi như là mình coi như nó nhẹ thôi. Mình tạo một cái cho nó chi tiết hơn nữa đi, mình tạo một cái sàn đi, mình ghi một sàn. Sàn kính. Kính. Cũng chọn B20 đi. Nhưng mà cho cái độ dày này nhỏ thôi. Mấy ly ha. Để mình tính tải trọng nè. Sago nè. Rồi kính nè. Sago kính nè. Cho nó khoảng cỡ chừng là 0.5
0.15 này, 0.15. Mình cho nó dày à. 4 ly. Năm phân. Cho tạm vậy đi, 5 phân. Ok. Rồi, mình gán cái này đi. Sang kính. Bỏ tải trọng đi nha. Assign, select, uniform. Tĩnh tải, không. Bỏ. Assign, select, uniform. Hoạt tải, bỏ. Rồi, tới ô này. Ô này ô bê tông nè. Hoặc tải máy, mình cho hoặc tải sửa chữa thôi ha, là 0.075 theo tiêu chuẩn 2737 đó, 0.075. Ok, tại vì máy này mình không có sử dụng ha. Rồi mình cho một con số tĩnh tải đi, mình để bồn nước rồi để nói chung linh tinh này rồi đó. Silhouette, uniform. Cái này là mình không có tính chi tiết nha, mình cứ phỏng phỏng thôi ha. Cho nó nhanh, tĩnh tải. Cho nó vô cái mục tĩnh tải sàn tường này này. Thêm chữ nước nữa đi. Modify. Ok. Để sang từng nước. Ok. Mình dự định đặt cái bồn nước vô 2.000 lít. 2.000 lít. 2.000 lít chứ bên này nữa. Bên đây là nó nước nóng nữa là nó khoảng cỡ 200 lít nữa đi là 2.200. Mà đây là bao nhiêu mét vuông nè? 2.200, mình coi cái này bao nhiêu mét vuông. Mình lít chuột phải vô ô này là nó ra bảng này nha. Tổng cộng mét vuông nè. 11. Mình nhập vào đây mình tính được rồi. Chia 10. Rồi, tĩnh tải. Tĩnh tải mình gán cho con này là 0.2 tấn trên mét vuông. Thì cái số này là nó cũng hơi to tí. Thôi mình cứ làm vậy đi. Ok. Chung chung như vậy cho nó nhanh. Rồi, đây. Đây cũng là hoạt tải sửa chữa ha. Không chấm 075. Ok. Rồi, tĩnh tải. Tĩnh tải thì hầu như là nó hầu như là chỉ có lớp chát thôi. Chứ lớp chống thấm thôi. Đây, lớp mạng. Mà chống thấm thực ra nó cũng không có bao nhiêu. Thank you.
Chỉ có hai lớp này thôi nè. Hai lớp này coi như là bằng không nè. Mình không có lát gạch trên này. Cái ở trên này là nó có thể là nó là sàn âm nè. Để nó thu nước ha, nó thu nước, nó không có xả tràn ra, nó thu nước nó vô trong cái hộp gen chỗ này, vô trong cái lỗ thu nước chỗ này ha. Đó, mình cứ cho cái sàn này nó âm đi. Cho nên là nó sẽ bao gồm là nó có cái lớp tôn nền ha. Nó gồm 3 lớp này. Đó. Thì tĩnh tải của nó là tổng tải trọng của nó là 0.18. Đó, các bạn cứ tính trong đầu nó vậy. 0.18 size. Tĩnh tải 0.18. Ok. Rồi. Cái kiến trúc này á, thì nó lại có cái xeno thu nước nè. Máy nó đổ dốc ở đây ha, nó có xeno thu nước. Mình vẽ cái xeno thu nước. Nghe tấm áp này bao nhiêu? 600. 600 cái này mình cho là dầm dầm pin này 100 đi là 650 ha. Chúng ta cho 650 nha, copy ra. Đây, copy chỗ này đi cho nhanh. Theo phương x nữa. 650. Ok. Nhớ bỏ cột này đi nha. Rồi bây giờ mình quét một cái coi xem cái điểm rồi nó tùm lum với nhau. Clear đi. Bỏ. Cái này mình nối lại đi. Clear nha. Edit frame chọn. Làm gì nó sạch sẽ. Clear. Xóa. Đưa xuống đây cho nó gần. Trên kia nó xa quá. Nhớ nói này lại nha. Rồi, ok. Chúng ta vẽ thêm cái sàn này ha. 8 phần thôi. À, quên nữa. Cái này mình không có đô nền nha. Đối với cái ban công dưới nếu mà âm dầm thì mình mới đô nền. Chứ đối với trên này là mình thu nước mình không có đô nền nha. Quên nữa. Chúng ta bỏ cái lớp này đi. Chỉ còn lại hai cái lớp này thôi. 0.11 nha. Sai. Xèo lên. Tĩnh tải 0.11. Nè, ghi plate nè. Ok. Cái này cũng vậy. Cũng giống cái ban công ngoài. Ok. Tải sửa chữa 0.075. Rồi tới máy tôn.
mình định nghĩa cái máy tôn đi, define session. Modify cái này luôn, máy tôn. Cũng chọn là B20 đi nha. Này slab luôn. Mình chọn cái bề dày nó nhỏ lại thôi. Mình chọn nó là 0.07 ha. Thì 0.07 này nè, các bạn nhân với cái trọng lượng riêng của cái bê tông là 25 á. Thì nó sẽ ra là một con số, để tôi nhân nhé, bằng 0.07 nhân 25. 1.75 là 1.75. 1.75 là 0.175, 0.175 tấn trên mét vuông ấy. Là cái đó là mình coi như đó là cái trọng lượng của xà gồ và tôn luôn ha. Là nó khoảng cỡ 17 kg, 17,5 kg trên mét vuông. Rồi. Chúng ta ok ha. Chọn màu đi. Xanh này đi. Cái này. Ok. Hơi chói tí kệ. Rồi ta vẽ nè. Cái này mình cứ cho là nó phẳng đi nha. Tại vì đối với kiến trúc này là cái độ dốc của cái máy tôn này nó khá thấp. Nó thấp lắm. Nó nằm ở trong đây nè. Nằm từ đây nè. Từ đây nè, độ dồn này nè. Độ dốc thấp lắm cho nên mình không có kể đến. Mình cho nó phẳng đi, chủ yếu mình nhập tải lên thôi. Rồi, dạ. Chọn mái tôn. Rồi. Các bạn thấy là cái màu của mấy xe này là nó giống nhau hết không? Các bạn muốn cho nó hiện ra cái màu nãy mình đặt á, nhấn vô cái biểu tượng tích này nha. Set display, display option nè, chọn nè, view by color nè, chọn section nè, color theo cái nãy mình nãy theo cái mặt cắt á. Ok. Đó. Nó phân biệt rõ ràng, rõ ràng luôn ha. Rồi mình chọn này. Đối với máy tôn á thì hồi nãy mình đã tính cái bề dày nè, rồi tính bề dày, rồi nhân với cái trọng lượng riêng của bê tông là nó ra coi như mình coi đó là cái trọng lượng xà gồ và tôn, là cho nên là tính tải mình không có nhập nữa nha, chỉ còn cái hoạt tải thôi. Mà hoạt tải máy tôn á thì theo tiêu chuẩn nó bằng là, để coi, không chấm ba kN, để tôi coi, 0.3 kN mét. Chọn đơn vị dưới unit nha. Rồi ta chọn cái sàn tôn này, rồi máy tôn này ta chọn size, cell load uniform, chọn mặt tải ha, 0.3 kilon trên mét vuông. Ok. Thì mình chọn cái đơn này. Mình chọn theo theo tấn luôn đi, tấn mét vuông nha. Dạ.
Ok. Display. À. Số này để mình xem lại cái này ha. Siêu đoạn cái ha. Sai là cái này cả. Rồi, ok, 30 kg nha. Rồi, tĩnh tải không có. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình làm gì? Mình sẽ giảm cái độ cứng của cái máy tôn này. Để không cái sàn này nó không phải là cái sàn chịu lực nha các bạn. Nó chỉ có tác dụng là truyền cái tải trọng của cái máy tôn này nè, xà gồ với tôn này lên mấy cái dầm này thôi, với lên cột thôi. Đó, chúng ta bắt đầu điều chỉnh nó cho nó giảm cái độ cứng nó đi. Rồi mình assign ha. Assign cell slab thì đây stiffness modify ha. Đây mình chỉnh ba cái dòng này giảm độ cứng đi, mình nhập vô là 0.01 0.01 rồi. Ok ha. Đó, khi mà nó hiện ra chữ BM này là ok đó, là chúng ta đã thành công rồi, việc giảm độ cứng của nó đó. Rồi, coi như là việc xây dựng cái mô hình là coi như xong ha. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp theo là chúng ta nhấn Blend nè, chúng ta nhấn Paint nè. Gắn chân cột là ngàm đi ha, để sau này mình bắt đầu mình tính tính móng. Assign John đây ngàm ha, khóa hết trơn ha. Ok chọn hết mấy cái này đã. Ok rồi, tiếp theo là mình nhấn Ctrl A ha, cứ để đại cái mặt mặt bằng móng nhất cũng được. Ctrl A, mình vào đây mình coi xem mình có bị lỗi gì không. Analyze check model rồi ha, chọn hết. Ok cũng ok luôn ha. Ok đó, không có bị lỗi gì hết á. Chúng ta di chuyển lên cái tầng máy đi, mình cũng điều chỉnh cái ô này nè, cái ô kính này nè, giảm cái độ cứng của nó luôn ha.
Rồi, bây giờ mình nhấn Ctrl A. Bây giờ mình sẽ mẹt. Mình sẽ mẹt nó ha, mẹt tự động nó. Assign Cell. Chọn dòng là Floor Automate Option. Để chế độ tự động ha. Mình mẹt 1 mét đi. Ok. Sàn này. Rồi. Nhấn Ctrl A. Tiếp size frame tự động mẹt dầm ha, tự động mẹt dầm tự động nè, chọn hai tích hai này. Ok rồi, cần cho na tiếp size cell đây, tự động liên kết mấy cái đường bao lại á, sàn này nè, mấy cái này nè, nó sẽ tự động liên kết. Ok rồi, ví dụ như mấy cái dầm này trở lại cái màu kia đi, rồi bây giờ mình nhấn Ctrl A check model nó bỏ đi, nhấn Ctrl A nè, mình phá vỡ mấy cái liên kết này ra, mấy cái thanh này ra để mình sau này mình lấy cái nội lực cho nó dễ. Edit frame nè, divide frame. Ok à, cái tầng máy này mình chưa có xóa mấy cái nút này đi nè, kiểm tra lại coi. Sai. Edit nè. Edit frame. Divide. Rồi, ok, mình cắt xong hết rồi đó. Mình kiểm tra lần nữa. Analyze. Check model. Chọn hết. Ok. Rồi không có lỗi ha. Save lại. Rồi. Thì đối với cái nhà này á, thì thực ra nó còn một cái gió nãy tôi nói là đáng lẽ là khỏi cần tính xung quanh toàn nhà không à. Nhưng thôi mình vẫn tính cái thành phần gió tĩnh ha. Mà tính theo kiểu tự động của cái phần mềm mở tab này. Chúng ta lưu lại đi, lưu. Và chúng ta nên save as thành một cái file khác. Khi mà làm mô hình đó, thì nên save as ra một cái file khác ha. Sau khi nhập cái tạ xong tải tải tường, tải sàn đó, thì chúng ta nên save lại. Mình tạo một cái file model nhập gió. Tại lỡ có gì thì mình lấy lại cái file này mình lưu lại. Save. Rồi, để mà nhập gió tự động thì chúng ta phải gán. Gán cái tâm. Đó, một cái tâm cứng cho cái sàn này ha. Sàn này ở dưới này không có sàn mình không tính, lên tới tầng 2 nè bắt đầu mình gán đó, mình cứ chọn hết vậy đó. Các bạn thấy nè, nếu mà cái cầu thang này nếu mà mình không vẽ mà thành một cái
trên mặt bằng là một cái tấm này á, thì mình không thể chọn được như vậy nha. Nếu mình vẽ cái cầu thang mà nó đàng hoàng, nó giống như kiến trúc á, từ dưới đi lên giống như phố cảnh á, thì cái việc chọn này thì tôi sẽ hướng dẫn sao. Chứ nếu mà chọn cái quét kiểu này là bị lỗi nha, bị lỗi ngay trong cái chỗ này, nó báo lỗi tùm lum á. Rồi lên trên sàn trên cũng chọn hết, tầng mái khỏi chọn, chọn hai sàn này thôi, tầng mái này coi như không chọn. Nhấn Assign, Sale, Diaphragm ha, tấm cứng này, D1, OK. Đó. Tại vì nếu cầu thang này mà mình làm một cái bản sàn từ dưới mình đi lên chiếu nghỉ, từ chiếu nghỉ lên tới cái sàn này á, là khi mình chọn về là cái cao độ sàn này nó khác nhau nè, cho nên nó bắt bị lỗi. Rồi sau khi mình gắn tấm cứng vào đầu cái, mình kiểm tra nè xem bị lỗi gì không. Mình cứ kiểm tra liên tục thôi. Rồi không bị lỗi. Rồi mình chạy thử ha. Chạy đi. Mình chạy để nó ra tọa độ. Tọa độ của cái tâm á. Rồi chạy xong rồi, chạy xong mình mở khóa. OK. Rồi mình vào Define Load Pattern nè, vào cái gió nãy nha, vào gió nè, gió ít đi, đầu tiên gió ít. Modify, cái công trình này nó nằm ở thành phố, nó nằm ở ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, thì mình tra cái mã vùng của nó đây, tôi để sẵn nè. Và đây ở vùng thành phố Hồ Chí Minh nội thành ha, nó là 2A, mã vùng 2A ha, 2A nhấn ở tab. Mình chọn cái chỗ này là địa hình là A. Cái chỗ này để tính dao động ha. Với cái địa hình C á, những cái thông số địa hình C thì sẽ chỉnh cái một số tí xíu cái thông số này, nhưng mà đối với giao tỉnh mình xóa hết ha, không hết. Nhập không không được thì mình nhấn một cái con số cực nhỏ luôn. Tới con số cuối cùng nhập 1 vô. Rồi, tới cái mục này. Áp lực. Đây. 2, đúng không? 2 là mã nè, đối với thành phố Hồ Chí Minh 2A mà. Thì 2 nè. Đó là áp lực gió là 95. Nhưng mà ở đây nè, đối với vùng 2A, đối với vùng A thì được giảm đi là 12 dK Newton trên mét vuông. Thì còn lại là 95 trừ đi 12 còn lại 83 ha. Mình nhập vô đây 83. Đơn vị là gì? dK Newton ha. 0,83. Okay. Rồi, mình chọn cái tầng ở dưới nè. Hồi nãy mình chọn cái tầng mà mình gắn cái diaphragm á, là tầng 1 đúng không? Tầng kế tiếp là tầng 2 đúng không? Chứ mình không có đi lên tới mái, mình chọn hai tầng này thôi. Rồi, hệ số khí động ha. Số khí động là thư phương phương đẩy nè, thư phương gió đẩy là 0,8, thư phương khuất gió nè là 0,6 ha. Rồi bây giờ mình chỉnh vô đây, modify chỉnh phương x là 0 ha, vẫn để nguyên 0 độ. OK.
Đây là đây nó ra chiều, chiều dài chiều rộng của cái nhà mình. Rồi nó ra tọa độ. Tọa độ này tọa độ tâm nè, cái diaphragm đó. Thì lực nó sẽ truyền vào cái tọa độ này ha. Nó sẽ tự động tính vào cái tọa độ này. Ok. Ok. Tới này cũng modify. Modify này nhé. Này 0.83. DNA. Này mình cũng chọn vậy tương tự ha, theo phương ngược lại đối với phương x, ngược chiều x là 180 độ ha. Ok là ok rồi, do y rồi ta chọn tầng 1, tầng 2 đối phương y là 90 độ ha, phương được đứng lên so với phương x 90 độ. Ok, ngược chiều y ha, này 0.83 địa hình A chỉnh 0h. Ngược chiều y ha, 270 độ. Ok. Rồi, coi như là chúng ta đã nhập gió cũng xong luôn rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thôi. Nhấn F5 hoặc là nhấn vô biểu tượng mũi tên nè. Rồi, coi như là xong, chúng ta đã dựng xong cái mô hình một cái nhà phố nhỏ bằng cái phần mềm ở tab 19 ha. Đó. Chúng ta nhấn xuống cái móng dưới nè để chúng ta xem tải trọng coi. Chọn. Creation Deep Z. Ok. À, cái này nó không không hiện ra. Để ở đây đi. Ba tháng ba. Ba tháng ba. Rồi chúng ta mở file này, chúng ta kiểm tra sơ thôi. Chúng ta làm cái bước tiếp theo là chúng ta tổ hợp đi.
Nãy chúng ta chưa tổ hợp ha. Chúng ta nhấn vào load case để xem có đổi tên gì không. Chúng ta cần phải đổi tên đó. Cái model này nè. Đó. Chúng ta lít vào, chúng ta đổi lại. Tên của nó là tải trọng bản thân ha. Ok. Còn cái clip này á. À, cái clip này mới là chính là tải trọng bản thân. Đây, cái tên tên mặc định của nó mình đặt nè. Mình sửa này để cái lúc tổ hợp mình thấy nó rõ. Cái này là không phải tải trọng bản thân mà cái này là cancel đi. Ok. Hoặc tải thì giữ nguyên. Hoặc tải thì vẫn giữ nguyên. Ở đây tự nhiên có hoạt tải. Mình nhắn vô load pattern mình coi lại cả. Tiếp luôn. Này không. Tĩnh tại. Ok. Sửa tên tại trong bản thân. Rồi, ok. Chúng ta nhấn define tổ hợp là load combination. Tổ hợp đầu tiên combine 1 bao gồm chọn chế độ kiểu là line s nha, line s tải trọng bản thân 1, tĩnh tải 2. Ok, trường hợp 1 hoặc tải nữa 3. Rồi tiếp copy nhanh hoặc tải này mình thay bằng hoặc tải gió. Ok, combo 2 add copy gió theo phương x tổ hợp 3. Ok, gió theo phương y 4, gió ngược chiều y 5. Hoạt tải thêm cái hoạt tải gió x sửa lên lại đi, tĩnh tải nè, tĩnh tải nè, hoặc tải nè, điều chỉnh lại nha. Tải có hoa hai hoặc tải thì trở lên thì mình bắt đầu mình chỉnh cái hệ số này lại 0.9. hoặc tải gió 0.9 6 ha, phải 6 không, đúng. Ok, giờ ít ít 7.
Do y ha, ok. Chính. Do y. Ok. Rồi, hoạt tải cuối cùng. Đó là tổ hợp bao không bao, chọn mục này là kiểu nha, envelope nha. Rồi chọn tổ hợp 1 2 3, này hệ số 1 nha, 4 hệ số 1 luôn, 5 6 7 8 9. Ok. Xong. Ok. Rồi chúng ta chạy lại. Rồi chúng ta xem tải trọng của nó coi. Các bạn click vào đây nha. Tải trọng dưới móng á. Chọn cơm vào. Nó có nhiều cái tổ hợp nãy mình làm luôn, nhưng mà mình chọn chọn đại nè, chọn đại nó cơm vào này đi. Ok. Tải trọng đối với nhà này đó, các bạn thấy nó cũng không lớn lắm đó, thấy không? Đó. Rồi, ok. Coi như là hôm nay là tôi đã hướng dẫn cho các bạn là xây dựng một cái mô hình nhà phố ở trên cái tab version 19 này là coi như hoàn thành. Thì đến bữa sau á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là lấy cái nội lực này nè ra để chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ ha. Chúng ta cũng làm cũng nhanh thôi, nhưng mà bữa sau tôi sẽ các bạn sẽ được là theo dõi ở trên cái video kế tiếp. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Chúng ta đến đây kết thúc ha. Rồi, tạm biệt các bạn.